Tiên tri Nostradamus nói rõ trời diệt Trung Cộng. Phần 1: Con rồng trồng lửa đỏ. Tác giả: Thiên Bảo. Năm 1994, hai ký giả người Ý là Enzam Massa và Roberto Pinotti đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách chép tay thần bí nằm trong một dòng sách khi đang tiến hành nghiên cứu cổ thư tại Thư viện Quốc gia ở Rome. Trên bìa sách ghi rõ năm 1629 và tên cuốn sách cũng thật đáng kinh ngạc: Mật mã tiên tri của Nostradamus. Trong sách là các bức tranh màu nước không bị phai, đề tên tác giả là Michel de Nostradam, tên tiếng Anh là Nostradamus. Nostradamus là một nhà tiên tri trứ danh người Pháp sống vào thế kỷ thứ 16 với tác phẩm tiêu biểu là Các Thế Kỷ, Les Prophéties, bao gồm các bài thơ tứ tuyệt, tiên tri rất nhiều sự kiện sau khi ông qua đời và được kiểm chứng là vô cùng chính xác. Việc tìm thấy bản viết tay chưa từng được biết đến này của Nostradamus quả thực là một phát hiện trọng đại. Cuốn sách gồm 80 bức họa do Nostradamus tự mình vẽ, rất thần bí và kỳ dị. Tương tự cuốn sách tiên tri nổi tiếng Thôi Bói Đồ Vào Nhà Đường, Trung Quốc. Có điều đặc biệt là, từ trước đến nay, con người chỉ biết đến tác phẩm Các Thế Kỷ của Nostradamus là cuốn sách chỉ bao gồm các khổ thơ, tức là chỉ có chữ, không có hình vẽ. Cuốn sách Mật mã tiên tri của Nostradamus được phát hiện vào năm 1994 thì chỉ có hình vẽ màu, không có chữ. Nó làm cho thay đổi nhận thức của giới học thuật về những nội dung của Nostradamus. Chúng ta hãy bắt đầu với một vài nội dung trong cuốn sách Các Thế Kỷ nhé. Tiên tri về cái chết của quốc vương Pháp. Năm 1545, dịch bệnh lại bùng phát ở Pháp. Vị bác sĩ nhân từ Nostradamus lại trở về quê hương và bắt đầu hành trình khắp nước Pháp để chống dịch. Sau đại dịch, khi Nostradamus đang ở tuổi trung niên, ông lại kết hôn. Vợ ông Annie Ponsader đối xử với ông rất tốt. Họ biến tầng trên cùng có ngôi nhà thành phòng nghiên cứu. Hàng đêm, Nostradamus sẽ đến đây bên những thư tịch thần bí học của mình, tuyển viết tác phẩm quan trọng nhất trong cuộc đời ông, cuốn sách tiên tri Các Thế Kỷ, dự ngôn từ thời đại của họ cho đến ngày tận thế. Năm 1555, Các Thế Kỷ đầu tiên được xuất bản. Mặc dù không ít những câu thơ mơ hồ khó hiểu, trật tự thời gian bị cố ý phá vỡ, nhưng vì thanh danh của nhà tiên tri Nostradamus đã được khẳng định, nên cuốn sách được giới quý tộc châu Âu săn lùng ngay khi ra mắt. Đặc biệt là trong triều đình Pháp, vì có tin đồn rằng trong đó có một trong những bài thơ dự ngôn về cái chết của vua Henry đệ nhị, vị quốc vương đương thời. Bài thơ như sau: Sư tử trẻ sẽ đánh bại sư tử già. Tại hoa viên, cuộc tỉ thí một chọi một đang diễn ra. Ngài bị đâm vào con mắt trong bộ áo giáp vàng. Lưỡng thương hợp lại một nơi, không bao lâu ngài điên lên mà chết. Bài thơ vô cùng trực ngôn, chính là nhà vua sẽ chết một cách đau đớn sau khi bị đâm vào mắt trong một trận đấu kiếm. Vậy sự thật là gì? 4 năm sau, vào tháng 4 năm 1559, con gái lớn của Henry đệ nhị kết hôn. Tại đám cưới, nhà vua đã uống say, hưởng chỉ thách đấu với bá tước quý tộc Scotland Montgomery, người đến tham dự hôn lễ. Vì lý do an toàn, những đầu sắt trên ngọn giáo đã bị loại bỏ. Nhưng không ngờ, ngọn giáo trong tay bá tước Montgomery vẫn đâm thẳng vào mắt của nhà vua. Sau đó, vì nhiễm trùng mắt dẫn đến nhiễm trùng máu, các ngự y đều bỏ tay. Do bị tổn thương kép ở mắt và nhiễm trùng huyết, vua Henry đệ nhị qua đời chỉ 10 ngày sau đó, vừa khớp ứng nghiệm dự ngôn. Không chỉ vua Henry đệ nhị, mà 3 trong số 4 người con trai của ông đều trở thành vua nước Pháp, và số phận của họ cũng được viết trong sách dự ngôn của Nostradamus. Con trai cả 15 tuổi của vua Henry là Francois đệ nhị lần đầu lên ngôi, nhưng mới chỉ tại vị được 1 năm thì qua đời vì bệnh tật. Con trai thứ hai mới 10 tuổi của ông, Charlie, lên ngôi vua. Người vợ trẻ của Francois, Mary, nữ hoàng Scotland, trở về quê hương vào năm sau để tiếp tục trị vì với tư cách là nữ hoàng. Thật bất ngờ, sau khi trở về, Mary liên tục xảy ra xung đột với nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của Anh, cuối cùng bị Elizabeth xử tử. Và tất cả những điều này, người ta cũng đã tìm thấy những câu thơ tương ứng trong thơ tiên tri của Nostradamus. Con trai cả, quá phụ không con, cuộc hôn nhân bất hạnh, mối quan hệ giữa hai hòn đảo bất hòa, tan vỡ, nam tử chưa thành niên không đủ 18 tuổi, những người trẻ khác ký kết hôn ước. Và Charlie cũng qua đời khi còn trẻ. Em trai Henry của ông kế vị trở thành vua Henry đệ tam.
còn có một bài thơ dự ngôn của Nostradamus mô tả một quốc vương bị giết chết trong một hội nghị. Người ta tin rằng điều này tương ứng với cái chết của vua Henry Đệ Tam. Lời thơ thế này: vũ khí và ngọn lửa, có vẻ như đó không phải là nguyên nhân dẫn đến thành tựu. Đàm thoại gần tai trong hội nghị, nhưng nó đã trở thành sự kết thúc. Trong giấc ngủ bình yên, quốc vương đã mơ thấy kẻ địch vô duyên với chiến tranh và máu huyết của binh sĩ. Dưới thời trị vì của Henry Đệ Tam đã xảy ra một cuộc chiến tranh tôn giáo kéo dài ở Pháp. Các nhà lãnh đạo của ba bên tham gia cuộc chiến đều tên là Henry. Nó được gọi là cuộc chiến của ba Henry trong lịch sử. Năm 1588, Henry Đệ Tam tổ chức tiệc hồng môn, gây bẫy giết chết Henry của gia tộc Guise đến dự tiệc. Điều này đặt nền móng cho chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng đặt nền móng cho cái chết của chính ông. Bởi vì người gia tộc Guise bất phục, một tráng sĩ dũng cảm tình nguyện ám sát vị quốc vương bất nhân bất nghĩa. Thế là trong gió rét tuyết lạnh, sát thủ Jacques Clement từ biệt cha mình và dân làng rồi đến phục sẵn trong một tu viện. Khi đó chiến tranh vẫn chưa kết thúc và Henry Đệ Tam thường thảo luận về đối sách với các tướng lĩnh ở đây. Trong hội nghị ngày hôm đó, Jacques mặc áo tu sĩ bước vào và nói rằng mình có một bức thư bí mật muốn trình lên nhà vua. Henry Đệ Tam đã vẫy tay chào anh ta. Jacques thấy đối phương đã mắc mồi, liền nói tiếp còn có mật báo chỉ có thể nói cho ngài biết, thỉnh cầu quốc vương lùi lại. Henry Đệ Tam cũng làm như vậy, và sau đó thì sao? Tên sát thủ Jacques ghé sát vào tai Henry, rút ra một con dao găm cực kỳ sắc bén và nhanh chóng đâm vào cơ thể của nhà vua. Kỳ lạ thay, vua Henry Đệ Tam đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong giấc mơ của mình. 3 ngày trước khi bị ám sát, ông kể với các đại thần về giấc mơ kỳ lạ này và hỏi ai có thể giúp ông giải thích nó. Sau khi sự việc xảy ra, mọi người nhìn vào bài thơ tiên tri này và đều chấn động trước dự ngôn chuẩn xác. Sự kiện này rất nổi tiếng đương thời và bài thơ đã trở thành một trong những minh chứng cho năng lực dự ngôn đầy uy lực của Nostradamus. Gương thần nhìn tương lai. Vậy Nostradamus đã nhìn thấy tương lai như thế nào? Đương thời, Nostradamus nói với người ta là ông thông qua thuật chiêm tinh mà tính ra. Để biết được sự thật mà Nostradamus làm sao có thể nhìn thấy tương lai, bạn cần đọc những cuốn sách của Dolores Cannon. Dolores Cannon là một bậc thầy về giới thôi miên hồi quy và là nhà nghiên cứu tâm linh kỳ cựu. Một khi bạn xem bất kỳ cuốn sách nào của Dolores Cannon, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang xem một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Dolores Cannon là tác giả của nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Nostradamus, Chúa Giê-xu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên trái đất, các tiền kiếp, v.v. Tất cả những kiến thức này được bà thu thập qua kỹ năng đặc biệt của mình về thôi miên hồi quy, một quá trình mà bà đưa các khách hàng cần điều trị liệu của mình vào một trạng thái gọi là siêu ý thức, từ đó nắm bắt được không chỉ thông tin về các tiền kiếp của họ mà còn những bí mật khác của vũ trụ. Năm 1986, khi Dolores giúp khách hàng Elena quay về các đời trước, phát hiện cô ấy từng là Brenda, học trò của Nostradamus. Một lần nọ, trong quá trình thôi miên, Nostradamus đang ở bên cạnh cô sinh viên Brenda. Khi đó liền ý thức được sự tồn tại của Dolores, người đến từ tương lai. Hai người bắt đầu đối thoại thông qua cô sinh viên. Sau đó, Dolores đã có cuộc trò chuyện sâu hơn với nhà tiên tri thông qua Brenda. Vài năm sau, Dolores biên soạn những cuộc trò chuyện này thành 3 cuốn sách, có tựa đề Cuộc trò chuyện với Nostradamus, Conversation with Nostradamus. Theo mô tả của Brenda, gương thần kia không hẳn là một chiếc gương, mà nó là mặt ngăn cách giữa hai không gian. Nó có hình bầu dục, dài khoảng 40cm và rộng 10cm. Phía bên không gian này của chúng ta có màu trắng sữa và trông hơi đục. Phía bên kia dường như được kết nối với một không gian khác, trông tối đen như hư không. Nostradamus nói rằng gương thần là một loại công cụ cổ xưa do ý niệm của con người điều khiển. Sau khi tập trung lực chú ý vào gương, lớp sương mù trắng đục trên gương sẽ dần tan đi. Trong không gian được thanh lý, ông sẽ nhìn thấy một người đang nói chuyện với mình, chẳng hạn như Brenda đại biểu cho Dolores. Hoặc ông sẽ nhìn thấy một con đường dẫn đến một không gian khác. Linh hồn ông sẽ xuyên qua mặt gương, men theo con đường mà ông nhìn thấy, sau đó liền nhìn thấy tương lai. Ông nói rằng bất cứ khi nào ông nhìn thấy tương lai, những nơi không phát sinh sự tình trọng yếu gì thì sẽ thể hiện ra cảnh tượng mịn màng sáng láng như lụa. Nơi nào sẽ diễn ra những sự kiện trọng đại
thì sẽ trông giống như những nếp gấp trên tấm vải với nhiều sợi chỉ đang xen vào nhau. Sau đó, ông sẽ nhìn vào vi tế hơn. Những sự kiện lớn hơn sẽ khiến tấm vải nhăn lại nhiều hơn, giúp ông dễ dàng phát hiện ra chúng hơn. Ông nói rằng những sự kiện đau lòng như chiến tranh có thể dễ dàng bị ông phát hiện. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao những sự kiện này xuất hiện thường xuyên hơn trong những dự ngôn của ông. Lúc này, Dolores trở nên tò mò. Nếu một chiếc gương như vậy tồn tại, nó hẳn là được tạo ra bởi một nền văn minh cổ đại, chẳng hạn như người Atlantis. Đó là một báu vật dường như không ai có thể thấy. Vậy thì Nostradamus đã lấy nó ở đâu? Nhà tiên tri nói rằng ông không đi tìm mà được người khác đưa cho. Ông thường xuyên đã tọa thiền định. Trong lúc thiền định, các sư phụ từ không gian khác sẽ dạy cho ông nhiều điều. Ông nói họ đều là những người thầy vĩ đại. Điều này cũng tương tự như trường hợp của đại sư công năng đặc dị của Trung Quốc, Tôn Trữ Lâm. Công năng đặc dị của bà cũng là được truyền lại bởi các sinh mệnh từ không gian khác. Một ngày nọ, một vị sư phụ khác đến dạy ông thiền định. Trước khi rời đi, con nói rằng ông có thể liên lạc với vị ấy nếu muốn. Ông bối rối hỏi làm cách nào để liên lạc. Vị sư phụ nói, cậu sẽ biết khi nào cậu phục hồi ý thức chính thường. Và sau khi Nostradamus xuất định, chiếc mặt gương này đã ở bên cạnh ông, chính là đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta hãy quay trở về với chủ đề chính. Trong 80 bức vẽ của Nostradamus thì có rất nhiều trong số đó là ám chỉ đến ngày hôm nay. Trong đó có hai bức tranh miêu tả sinh vật mình rồng đầu người đang bị trừng phạt, chính là nói về kết cục của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích bức tranh trong trang số 18, miêu tả một con rồng có đầu người đang bị thiêu đốt. Phân tích hình vẽ. Trong hình vẽ, một con rồng đầu người đang bị đốt cháy trong lửa. Con rồng này có thân hình giống với rồng phương Tây. Trên đầu con rồng này đeo một cái vương miện bằng vàng. Đuôi của nó ôm lấy 9 ngôi sao, phía ở trên thân có 3 ngôi sao khác. Ngoài ra, ở trên bầu trời còn có một hình ảnh khá khó hiểu. Đó là một vầng trăng khuyết đang ôm lấy 5 ngôi sao. Có vẻ như con rồng này đang bị hành quyết. Nó bị ném vào lửa. Dưới đuôi của nó nếu nhìn kỹ chính là hình tượng một con rắn đang ngậm lấy một thanh kiếm. Thực ra, với văn hóa của người phương Tây sẽ vô cùng khó khăn để lý giải nó, vì người ta sẽ không biết rằng tấm hình này là đang mô tả về một sự kiện tại phương Đông, mà đích thực là mô tả về kết cục của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giải nghĩa tấm hình chỉ ra mối liên hệ đến ngày hôm nay. 1. Con rồng đội vương miện. Tấm hình này nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó người nào muốn hiểu về nó phải hiểu về sự tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc trong nhiều năm vừa qua. Trong tấm hình có hình tượng con rồng đang đeo vương miện. Nó biểu trưng cho một cá nhân hoặc tổ chức nắm quyền lực. Ngày hôm nay, biểu tượng của chính quyền Trung Quốc chính là con rồng hung hãn, đang giơ vuốt ra uy hiếp nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc thời hiện đại được xem là một nước thực dân kiểu mới, do đó hình ảnh con rồng đội vương miện chính là đang nói về chính quyền Trung Quốc. 2. Hình ảnh trăng khuyết và các ngôi sao. Ngoài ra, trong bức tranh của Nostradamus còn có hình ảnh phần trăng khuyết đang ôm lấy 5 ngôi sao. Đây là lối nói ẩn dụ. Người phương Tây tuần theo dương lịch, tức là lịch của chu kỳ mặt trời. Nhưng ngược lại, người phương Đông thì sống theo âm lịch, tức là nguyệt lịch, là chu kỳ của mặt trăng để xem ngày tháng. Biểu tượng mặt trăng ôm 5 ngôi sao chính là ám chỉ một quốc gia có 5 ngôi sao ở phương Đông. Từ năm 1949, quốc kỳ của Trung Quốc chính là ngũ tinh hồng kỳ, lá cờ 5 sao. Đây chính là ám chỉ bối cảnh của Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. 3. Hình ảnh đuôi rồng ôm lấy 9 ngôi sao. Trong văn hóa phương Tây, ngôi sao chính là nói về bổn mạng của một người nào đó. Chúng ta có thể thấy trong tác phẩm Cô bé bán diêm của Andersen nói về việc một ngôi sao rơi xuống khi cô bé bán diêm sắp qua đời. Còn trong văn hóa phương Đông, ngôi sao chính là chủ sinh mệnh của một người quan trọng nào đó. Ví như trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý thường xem thiên văn để quan sát ngôi sao chiếu mệnh của các vị tướng lĩnh. Khi một ngôi sao xa xuống lãnh thổ nào đấy là báo hiệu một vị tướng hay quân vương sắp qua đời. Con rồng này đang ôm lấy 9 ngôi sao. Đây lại là một chi tiết cực kỳ lợi hại để nói về chính quyền Trung Quốc ngày hôm nay. Để hiểu điều này, cần xem lại về hệ thống chính trị của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có 100 năm lịch sử, đến ngày nay là vừa tròn 100 năm, giai đoạn năm 1920 đến 2020, trải qua 19 kỳ đại hội đảng toàn quốc. Trong những năm sau này khi đảng đã đi vào ổn định, mỗi kỳ đại hội đều có 7 ủy viên thường vụ,
là những lãnh đạo cao nhất trong chính quyền Trung Quốc, nhưng đã có chút thay đổi vào hai kỳ đại hội 16 và 17. Nguyên nhân là từ năm 1998, Giang Trạch Dân đã tìm cách đưa thêm hai người thân tín của mình vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, khiến cho Bộ Chính trị khóa tiếp theo có 9 thành viên thường vụ. Mục đích của Giang là nâng cao tiếng nói của mình trong Bộ Chính trị, sau đó từng bước thay máu Bộ Chính trị, khiến cho quyền hành từng bước lọt vào tay của mình. Vì vậy, hình ảnh con rồng dùng đuôi ôm lấy chính ngôi sao nói cho con người biết hai việc. Thứ nhất là ám chỉ quãng thời gian Đảng Cộng sản Trung Quốc có 9 ủy viên thường vụ. Thứ hai là sinh mệnh của Trung Cộng đã đi đến cái đuôi của nó, chính là nói về Trung Quốc trong 10 năm từ 2002 đến năm 2012, cũng là nói về kết cục của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn bao lâu nữa. Đây là một lời tiên tri cực kỳ xác đáng về hoàn cảnh Trung Quốc trong 10 năm. Trong khoảng 10 năm này, Giang Trạch Dân nắm quyền tuyệt đối, tuy chỉ đứng đằng sau làm Thái Thượng Hoàng chỉ đạo, nhưng tất cả các quan chức đều phải phục tùng ông ta. Đến sau này, khi Tập Cận Bình lên nắm quyền mới thay lại thành cơ cấu 7 thường ủy như thông lệ và giữ vậy cho đến hôm nay. Ở phần đuôi của con rồng, nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy đây là hình ảnh một con rắn, miệng nó đang ngậm một thanh kiếm. Điều này chính là nói rõ cho chúng ta biết về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thân rồng đuôi rắn, vỏ bọc bề ngoài là rồng nhưng hành vi lại là một con rắn tà ác. Miệng con rắn đang ngậm lấy một thanh kiếm chính là muốn nói cái miệng tà ác của nó có thể gây hại cho rất nhiều người. Trong lịch sử chúng ta đã biết, bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm rất nhiều việc tà ác, ngậm máu phun người, đổ vấy tội lỗi lên bao nhiêu người dân vô tội. Đài phát thanh CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm qua, nó đã giúp lan truyền tin giả, sự kiện Lục Tứ năm 1989, sự kiện Pháp Luân Công kháng nghị kêu oan, sự kiện đại dịch Vũ Hán, v.v. Vậy tại sao Nostradamus lại vẽ hình tiên tri minh họa về thời kỳ này? Chính là để nói cho con người biết một dự ngôn rằng chính quyền Giang Trạch Dân sẽ đi đến diệt vong, nó sẽ bị tiêu hủy trong lửa địa ngục, và mục đích là nói cho con người hãy rời xa tổ chức ấy. Nếu bạn thấy khó tin thì hãy kiên nhẫn theo dõi tiếp. Trên lưng con rồng có 3 ngôi sao, điều này ám chỉ điều gì? 4. Hình ảnh 3 ngôi sao trên lưng con rồng. Cả cuộc đời Giang Trạch Dân đã trực tiếp dàn dựng ra hai tội ác kinh động thế giới, đó chính là sự kiện Lục Tứ đàn áp sinh viên năm 1989 và cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Con trai Giang Trạch Dân, Giang Miên Hằng, là người chống lưng cho dự án nghiên cứu ra loại vũ khí chết người, virus Vũ Hán. Nhưng tội đàn áp tín ngưỡng con người được xem là tội ác lớn nhất vượt trên tất cả. Giang Trạch Dân vì để đàn áp Pháp Luân Công đã dàn dựng sự kiện ngày 25 tháng 4. Đây chính là một cái bẫy để có lý do đàn áp Pháp Luân Công. Nhưng lúc này Giang chưa nắm quyền lực tuyệt đối, do đó ông ta cần có sự đồng thuận của các lãnh đạo cao nhất trong đảng. Sự tình lúc đó xuất hiện 3 vị lãnh đạo đã công khai lên tiếng nói ủng hộ đối với Pháp Luân Công, phản đối việc đàn áp. Đó chính là Kiều Thạch, Chu Dung Cơ và Ôn Gia Bảo. Đây chính là những nhân vật chính diện được thần an bài từ xa xưa để kiềm chế con rồng hung hãn gây hại đối với người tu luyện. Chu Dung Cơ từng nói rõ, học viên Pháp Luân Công chủ yếu là người già và phụ nữ. Nguyện vọng lớn nhất của họ chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Pháp Luân Công có thể giúp thân thể khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí y tế, lại còn có tác dụng nâng cao phẩm chất đạo đức, không gây mất trật tự xã hội. Một hoạt động tốt như vậy, chính phủ tại sao lại không ủng hộ? Vậy nên tôi cảm thấy không thể nói những người này là có ý đồ chính trị. Kiều Thạch chẳng những đưa ra kết luận Pháp Luân Công đối với đất nước, đối với nhân dân 100% lợi, không 1% hại, mà còn nhấn mạnh rằng giáo huấn được dân tâm, được thiên hạ, mất dân tâm, mất thiên hạ. Điều này đã khiến Giang Trạch Dân vô cùng tức giận. Ngoài ra, Kiều Thạch lại là vị nguyên lão, mặc dù đã về hưu trong đại hội 15, nhưng sau đó lại công khai chuyện Đặng Tiểu Bình chỉ định Hồ Cẩm Đào là lãnh đạo đời thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc Giang Trạch Dân sẽ phải thoái vị trong đại hội 16, hơn nữa chỉ có thể trao quyền lại cho Hồ Cẩm Đào. Khi đó, Giang Trạch Dân có muốn tiếp tục liên nhiệm hoặc đề bạt người của mình làm tổng bí thư và chủ tịch nước cũng không thể thực hiện được. Chính vì thế mà Giang Trạch Dân vô cùng căm ghét Kiều Thạch. Hồ Cẩm Đào có một người bạn là Trương Mạnh Nghiệp, là một người vì theo tập Pháp Luân Công mà bị bức hại. Hồ Cẩm Đào nhiều lần ngầm biểu đạt ủng hộ Pháp Luân Công, nhưng vì quyền lực của Hồ là yếu nhất, lại bị tay chân của Giang Trạch Dân kiểm soát chặt chẽ, do đó không thể công khai lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công. Và vì để đảo ngược thế cục vốn được an bài từ trước, Giang Trạch Dân đã nâng số thành viên Bộ Chính trị lên thành 9 người, từng bước đưa thân tín của mình vào.
Do đó mới hình thành thế cuộc con rồng đỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc ôm lấy 9 ngôi sao, tức là 9 ủy viên Bộ Chính trị. Vậy thì 3 ngôi sao trên lưng con rồng chính là nói đến 3 người do thần an bài từ đầu. Đây là những người lãnh đạo bộc lộ nhiều nhân tính nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người tu luyện Phật Pháp từ góc độ luân hồi đã thấy được ác thần Cộng Công năm xưa, nay đã chuyển sinh thành Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong ghi chép của sách cổ, Cộng Công chính là hình tượng của một vị thần đầu người thân rắn, hoàn toàn rất giống như hình vẽ của Nostradamus. Đây chính là Đông Tây Hội Ngộ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được lời tiên tri của Nostradamus nói về thời kỳ ngày hôm nay. 5. Con rồng bị ném vào lửa. Con rồng trong bức vẽ của Nostradamus bị ném vào lửa. Ở đây có thể có hai hàm nghĩa. Một là nó sẽ bị con người trừng phạt ném vào trong lửa. Hai là muốn nói cho người đời sau biết rằng đây là con rồng lửa. Và có lẽ ý của Nostradamus là muốn nói đến ý thứ hai. Đây chính là con rồng lửa. Trong Mai Hoa Thi của Thiệu Ung thời Bắc Tống có đề cập đến con rồng lửa này. Nếu bạn chưa biết gì về Thiệu Ung, thì ông cũng chính là một nhà dịch số tiên tri nổi tiếng của Trung Quốc. Ông còn có tên gọi là Thiệu Khang Tiết. Cả đời Thiệu Ung đã viết rất nhiều dự ngôn và sách về phương pháp dự đoán như Mai Hoa Thi, Mai Hoa Dịch Số, Thiết Bản Thần Số, Hà Lạc Chân Số. Mai Hoa Thi tổng cộng có 10 tiết, mỗi tiết có 4 câu thơ viết theo thể thất ngôn, dự đoán về quá trình diễn biến và những sự kiện lớn xảy ra từ thời Bắc Tống cho đến ngày hôm nay. Những điều đã qua cũng đã được lịch sử chứng thực. Trong tập thơ Mai Hoa Thi có 2 câu thơ như sau: Hỏa Long Chiết Khởi Yên Môn Thu, Nguyên Bích Ưng Nang Triệu Thị Thu. Tạm dịch là rồng lửa bước ra từ đau buồn cửa Yên, Ngọc Bích Nguyên Sơ chịu nạn, nhà Triệu thu về. Nước Yên chính là một trong 7 nước thất hùng thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Về sau đã bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt, hợp nhất thành đế quốc Đại Tần. Thủ đô nước Yên này cũng chính là thủ đô của Trung Quốc ngày nay. Ngày trước, nước Yên bị nước Tần tiêu diệt, nhưng kinh đô của nước Yên lại cực kỳ tốt theo thuyết phong thủy. Vì thế, kinh đô kế thành của nước Yên chính là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày nay. Do đó, Yên Môn hay còn gọi là cửa Yên chính là nói về Bắc Kinh. Câu này chính là dùng để chỉ sự kiện thảm sát tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989. Hỏa Long tức là rồng đỏ là hình tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ không gian khác. Yến Môn chính là từ dùng để ám chỉ Thiên An Môn. Khi con rồng đỏ xuất ra từ cửa Yến thì đau buồn tăng tốc. Nhà Triệu thu về, ý chỉ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương bị hạ bệ và giam lỏng cho đến khi qua đời. Như tôi đã nói ở trên, Giang Trạch Dân chính là người đứng sau chỉ đạo sự kiện đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989 này. Nhưng cho dù là hàm nghĩa nào đi nữa, thì nó chỉ có duy nhất một kết cục không thay đổi: trời diệt Trung Cộng. Hiện nay khẩu ngữ trời diệt Trung Cộng này đã trở thành phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Ở phần sau, chúng ta sẽ cùng phân tích bức vẽ nói về kết cục của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến đây, nếu bạn vẫn còn cảm thấy nội dung video mơ hồ khó tin, thì trong tấm hình này vẫn còn một chi tiết cực kỳ xác đáng. Ẩn ý đích thực là đang ám chỉ về ngày hôm nay và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có một chi tiết đắt giá, giống như là một vết cắt xé toang mọi hoài nghi về sự chân thực của lời tiên tri về kết cục của Trung Cộng. Vậy chi tiết đó là gì? Mời quý khán thính giả đón xem kỳ sau để hiểu hơn về nội dung này.